làm chủ nhiệm bộ môn Dược liệu và Thực vật Trường Đại học Dược Hà Nội. Nhận thấy tình hình bộ môn lâu nay không có công trình nào đáng chú ý. Những vị thuốc dùng trong giảng dạy vẫn phải nhập từ Pháp và chỉ ghi tên Pháp, tên Latin. Sinh viên và nhân viên phục vụ không biết tên Việt Nam của các vị thuốc. Vì thế, ông và đồng nghiệp đã cùng bắt tay vào xây dựng một bộ môn dược liệu sao cho xứng danh với một trường đại học của nước Việt Nam độc lập. Từ thực tế đó, dược sĩ Đỗ Tất Lợi đã đề nghị xây dựng thêm nhiều vườn thuốc tại Hà Nội và các địa phương. Nhờ đó, mỗi khi cần xác định vị thuốc từ cây nào mà ra, ông có thể mau chóng nghiên cứu, điều tra tại chỗ. Đỗ Tất Lợi không phải là nhà khoa học chỉ miệt mài trong thư viện và phòng thí nghiệm. Ông đã đặt chân tới mọi miền trên đất nước ta. Ông lên Lạng Sơn tìm cây kim anh, đến Lào Cai tìm cây tục đoạn, cây đẳng sâm, đến Sapa tìm được cây gấu tàu, cây hoàng liên. Đặc biệt, ông đã cùng những người cộng sự thực hiện thành công việc cất tinh dầu bạc hà từ cây bạc hà trồng trong nước, rồi từ đó chiết xuất ra menthol có chất lượng cao, một loại nguyên liệu vô cùng quan trọng, dùng trong ngành y tế để làm các loại dầu xoa bóp, thuốc cảm cúm, trong ngành thực phẩm để sản xuất kẹo, nước uống, rượu mùi, v.v. Không dừng lại tìm hiểu trên thực vật, tiến sĩ Đỗ Tất Lợi còn nghiên cứu và ứng dụng các bài thuốc chữa bệnh có nguyên liệu từ các loài động vật như rắn, dế, vọ cạp, tắc kè, v.v. Ông đã hướng dẫn một số cơ sở sản xuất tiến hành nuôi rắn để lấy nọc, dùng trong việc chế thuốc chữa bệnh cấp khớp, đau nhức xương, chế huyết thanh chống rắn cắn, được sử dụng rộng rãi trong nhân dân. Cho đến hôm nay, có nhiều bài thuốc do chính ông từng kê đơn bốc thuốc từ mấy chục năm trước vẫn được các cơ sở bán thuốc đông y sử dụng. Có thể nói trong những năm công tác tại trường dược, vừa nghiên cứu tại chỗ, vừa đi khảo sát tìm hiểu ngoài thực địa, giáo sư, tiến sĩ Đỗ Tất Lợi càng có thêm nhiều tư liệu quý báu bổ sung cho bộ sách dược điển của ông ngày một dày hơn. Là một người dễ gần và cởi mở, ông luôn gần gũi với đồng nghiệp và các thế hệ học trò của mình. Ông đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người ở trong nước cũng như nước ngoài qua việc trao đổi thư từ miêu tả bệnh và gửi thuốc cho họ. Có những bệnh nhân ở trong nước, ông đã viết thư chỉ bảo họ tìm kiếm những cây thuốc gần nhà để họ có thể tự chữa khỏi bệnh của mình. Gần 60 năm cuộc đời theo đuổi nghề dược, đi tìm cây thuốc trên mọi nẻo đường đất nước, giáo sư Đỗ Tất Lợi trở thành người bạn thân thiết của thế giới cỏ cây, nơi đã mang đến cho ông hương vị thầm kín của cuộc đời. Một người học trò, người bạn, đồng nghiệp nói về ông. Tôi được biết việc sĩ Tốt Tất Lợi từ kháng chiến chống Pháp. Và từ hồi đó tôi đã cảm phục những cái công trình nghiên cứu của dược sĩ Tốt Tất Lợi về nghiên cứu các thuốc để mà chữa vết thương. Thế và từ đó thì tôi cũng là một người cán bộ ngoại khoa, sau đó được đi học về bỏng, nghiên cứu những cái thuốc chữa bỏng. Thì tôi cũng đã sử dụng cái quyển những cây thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi mà điểm lại tất cả những cây thuốc chữa vết thương rồi chữa vết bỏng, và từ đó cũng đặt vấn đề nghiên cứu làm sao để cho chúng ta có được một số những cây thuốc mà chữa được. Từ đó hiện nay chúng tôi mới có những cơ sở để mà nghiên cứu, mà những cơ sở nghiên cứu tốt hơn về mặt này. Từ những sách hướng dẫn nhỏ xuất bản
trong những năm kháng chiến, cho đến tác phẩm đồ sộ Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam tái bản tới lần thứ 7. Ông đã trải qua hàng nghìn, hàng vạn cuộc nghiên cứu, công bố trên 150 công trình khoa học, đã xuất bản hơn 200 đầu sách về cây cỏ, vị thuốc, đọc và đối chiếu phân loại cây thuốc với các sách của Nga, Pháp, Trung Quốc, v.v. Ông tâm sự về một bài thuốc mà ông tâm đắc nhất. Trong tất cả những cái thuốc mà chúng tôi giới thiệu cho dân biết về vấn đề thuốc Nam ấy, thì tôi thấy là đặc biệt nhất là thuốc chữa bệnh phụ khoa. Nếu chữa bệnh phụ khoa thì từ trước nay thì người ta dùng toàn những cái cây nhập nội thôi, hoặc là tây thì gọi là chất nội tiết ấy. Thì tôi theo kinh nghiệm của dân gian, tức là cây ít mẫu. Ít mẫu thì đã gọi tên là ít cho người mẹ. Thế, xong đó thì đến ngày cứu thì thuốc tây cũng có dùng và thuốc đông cũng có dùng. Và cái thứ ba tức là cái cây củ gấu. Củ gấu có tên dùng là hương phụ đấy. Thì tôi hương phụ. Và cái cây cuối cùng, cây thứ tư, tức là cây bạch dùng nữ, tức là cây mò trắng đấy. Thì tôi thấy đấy là cái kinh nghiệm của gia đình và kinh nghiệm của những các bàn lá. Thì tôi chế thành cái dạng tiện dùng, chọn những cái cây thật tốt, chế biến cho thật tốt, thì cái dạng thì dùng ống để uống. Anh từ đấy là lúc mà tôi ra như thế là lần đầu tiên ở Việt Nam có một cây chữa bệnh phụ khoa, nhưng mà chế do mình lấy, do mình chế lấy và do những cái cây mà sẵn có ở Việt Nam. Chứ trước kia thì người ta hoàn toàn không dùng cái đó.